Quý bà con thân mến, quý bà con hay hỏi Hoàng Anh là cái măng cụt á, nó trồng phù hợp với cái vùng đất nào, thổ nhưỡng nào. Thì ngày hôm nay Hoàng Anh xin phép được chia sẻ quý bà con chúng ta nói về cái vùng đất phù hợp trồng với cây măng cụt nói chung nha quý bà con. Hiện tại bây giờ nếu mà nói về giống măng cụt thì chúng ta sẽ có hai dòng giống, một là giống măng cụt từ hạt và hai là có dòng măng cụt thái ghép bo nha quý bà con. Và phía sau lưng của Hoàng Anh đây là những cây măng cụt thái ghép bo đang chuẩn bị giao hàng đến quý bà con chúng ta ở vùng Tây Nguyên nha quý bà con nhé. Như vậy thì trong video ngày hôm nay Hoàng Anh mời quý bà con chúng ta dành cho Hoàng Anh tầm khoảng 2 tới 3 phút. Hoàng Anh xin phép được trả lời câu hỏi quý bà con, những cái thắc mắc của quý bà con chúng ta liên quan về cây măng cụt, đặc biệt là nói về cái thổ nhưỡng cũng như là cái gì bà con, thời tiết nha quý bà con nha. Tại vì thật sự ra nhiều khi mà mình muốn trồng cây măng cụt rồi đó nhưng mình không biết là nó hợp không, u là trời. Không biết là nó hợp không, nhiều khi trồng không hợp và đem về trồng rồi bắt đầu mình ngồi mình đau đấu với nó mà cây măng cụt nó lại chăm sóc nó quá trời luôn mà cây măng cụt nó không có chịu lớn nha quý bà con, rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà con chúng ta vậy thì chúng ta buồn lắm luôn đúng không quý bà con. Đây là những cái cây măng cụt thái ghép bo nha quý bà con nha. Đây là những cái cây măng cụt thái ghép bo của nhà Willow Farm. Hàng này là hàng cao nha quý bà con. Hàng này là hàng cao, hàng này Hoàng Anh vô chậu luôn. Thì cây măng cụt thái ghép bo này hiện tại bây giờ cái lô này hồi nãy Hoàng Anh cũng chia sẻ quý bà con chúng ta là Hoàng Anh sẽ giao về trên Tây Nguyên đó, vùng đất đỏ Ba Giang đó quý bà con. Nên là cái măng cụt thái ghép bo nó sẽ phù hợp với những cái vùng đất như là đất thịt nè, rồi đất đỏ Ba Giang nè, những loại đất có cái khả năng thoát nước tốt nha quý bà con. Cây măng cụt nó cần nước nhưng là nó không thích hợp trồng ở vùng trũng nha quý bà con nha. Lưu ý giúp dù Hoàng Anh cái việc này. Đất thịt như ở miền Tây cũng trồng rất ok, đất đỏ Ba Giang ở Tây Nguyên cũng trồng rất ok. Nên quý bà con chúng ta có hai vùng đất này thì chúng ta tự tin. Khi mà chúng ta dịch chuyển ra ngoài miền Trung chút xíu thì miền Trung thì cái loại đất nào mà có cái khả năng thoát nước tốt thì bà con chúng ta tự tin chúng ta trồng măng cụt nha quý bà con nhé. Nên quý bà con chúng ta nắm cái yếu tố về thổ nhưỡng này để quý bà con chúng ta biết lựa chọn phù hợp cho cái vùng của mình. Tuy nhiên quý bà con miền Bắc thân mến, khi quý bà con chúng ta gọi là muốn dấn thân trồng măng cụt ở ngoài miền Bắc thì bà con chúng ta phải cân đối tới cái vấn đề thời tiết. Nếu mà nói về cái đất thịt hoặc là đất đỏ Ba Giang thì thôi miền Bắc là chúng ta nhiều khi nó có đất thịt luôn rồi, nó hợp rồi đó con. Nhưng mà cái thời tiết nhiều khi nó lại không hợp nha quý bà con. Tại vì măng cụt nó chỉ thích hợp với nhiệt độ từ 25 tới 35 độ C thôi. Còn ngoài miền Bắc thì Hoàng Anh thấy có những cái thời điểm rét đậm rét hại, có những thời điểm nắng nóng quá trời quá đất luôn. Nên bà con miền Bắc nên cân nhắc có trồng măng cụt hay không nha quý bà con miền Bắc nha. Đó, thì Hoàng Anh vừa điểm qua cho quý bà con chúng ta hai việc. Việc thứ nhất là trồng măng cụt ở phù hợp với cái loại đất nào, và thứ hai là cái măng cụt á là nó phù hợp với cái thời tiết như thế nào, tất nhiên là khí hậu như thế nào nha quý bà con nha. Thì đối với măng cụt với đất á thì hợp đất thịt nè rồi đất gì nữa quý bà con, đất đỏ Ba Giang, những cái loại đất mà có khả năng thoát nước tốt. Thì và nếu mà nói về đất thịt thì chúng ta phải phân tích thêm cái độ pH đất luôn. Độ pH đất khi mà cây măng cụt chúng ta trồng đó quý bà con, độ pH đất á, là tầm khoảng 5.5 tới 6.5 là ok nhất nha quý bà con. Tuy nhiên thì nếu những cái vùng nào như Sóc Trăng, Trà Vinh, những cái vùng Tân Phước của Tiền Giang đồ này kia, khi mà bị pH nó kiểu như là nó quá thấp thì bà con chúng ta có thể tiến hành là nâng pH lên. Để làm sao quý bà con? Để giúp cho cái pH nó ổn định và nằm trong cái ngưỡng từ 5.5 tới 6.5 là cái thằng măng cụt mình nó chịu nha, nó chịu phát triển rất là tốt. Đấy, nên bà con chúng ta trước khi trồng cây măng cụt nói riêng và cả những cái cây khác nói chung thì bà con chúng ta phải chịu khó đo cái độ pH đất. Độ pH đất nó sẽ quyết định coi là cái ngôi nhà mà cái cây mình nó trồng á là nó sạch hay không, nó có bụi hay không, nó có tinh tươm hay không. Quý bà con chúng ta lưu ý việc này giúp dù Hoàng Anh ha. Rồi, nhắc lại nữa, chia sẻ một lần nữa về thời tiết. Thì thời tiết á, nói về nhiệt độ á, thì cây măng cụt nó sẽ phù hợp với cái nhiệt độ từ 25 độ C cho tới 35 độ C thôi nha quý bà con. Cái vùng mà nắng nóng hoặc là rét đậm rét hại như ngoài miền Bắc thì quý bà con chúng ta nên cân nhắc giúp dùng Hoàng Anh nhé. Nên cân nhắc giúp dùng Hoàng Anh. Và cái độ pH đất phù hợp để phát triển cây măng cụt, cây măng cụt nó phát triển tốt nhất là khi nào ạ? Là bao nhiêu ạ? Là 5.5 tới 6.5. Còn nếu vùng mình đang trồng mà pH thấp quá thì bà con chịu khó nâng lên giúp dùng Hoàng Anh là cái gì ạ? Bằng chai pH thần tốc của nhà Willow Farm, khử phèn khử chua trong vòng 24 giờ. Và hiện tại bây giờ thì cái lô măng cụt này Hoàng Anh là ghép cái măng cụt thái theo phương pháp là ghép bo nha quý bà con nha. Theo phương pháp ghép bo ở đây Hoàng Anh có cái bo nè.
theo phương pháp ghép bo và nó sẽ rút ngắn được cái thời gian trồng so với việc chúng ta trồng măng cụt từ hạt. Trồng măng cụt từ hạt tầm khoảng 10-15, có những cái vùng mà Hoàng Anh thấy 10-15 năm mới có trái, có những cái vùng mà đất tốt là tầm khoảng là 7-8 năm mới có trái, còn măng cụt thái ghép bo thì tầm khoảng 2 năm rưỡi 3 năm chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Thì đó tùy theo quý bà con chúng ta là thứ nhất là chúng ta trồng cây măng cụt với mục tiêu gì, chúng ta trồng cây măng cụt là mong muốn sớm có trái hay không. Dĩ nhiên cái cây gì mà rút ngắn thời gian cho trái thì chắc chắn là gì quý bà con, cây giống nó sẽ mắc hơn so với những cái loại mà lâu cho trái, nên quý bà con chúng ta nên cân nhắc cái việc này ha. Thì trong video Hoàng Anh vừa điểm qua cho quý bà con là thổ nhưỡng phù hợp trồng cây măng cụt và khí hậu phù hợp trồng cây măng cụt, quý bà con chúng ta có thể tham khảo và sau đó chọn cái cây măng cụt phù hợp với cái vùng đất, với cái mong muốn, cái mục tiêu của mình nha quý bà con. Và dĩ nhiên Willow Farm sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta là cây măng cụt nó phù hợp với những mục tiêu nào trong một cái video tiếp theo. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video khác. Willow Farm lại tiếp tục là chia sẻ với bà con chúng ta về kỹ thuật trồng nè, và cũng như giải đáp tiếp những cái thắc mắc về cây măng cụt nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại. Để Hoàng Anh kiếm cái đồ Hoàng Anh bấm.